Hai chào anh nha, thì mình là Tây Giờ Lứng Quân anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Daxi 13 này. Một vị tướng pháp sư có thể đi rừng này, đi mid này đều ok. Mà trong phiên bản 13 này là cái thời đại pháp sư trỗi dậy ấy, thì theo lý thuyết là vị tướng này được tăng sức mạnh ạ. Nhưng mà lại có một tin buồn là sau cái bản cập nhật bổ sung thì vị tướng này đã bị giảm sức mạnh. Rất là lặng lề luôn. Rồi có làng Valet sang cái cướp bùa. Đâu có dễ vậy bạn ơi. Rồi có làng Valet bây giờ không chạy là cũng chết này. Rồi chạy làm gì Valet đây, quả này mình có bùa đỏ vừa bắn vừa làm chậm này, Valet sao chạy được. Rồi ok, chiến công đầu luôn. Đó thì nói tiếp về vấn đề bị giảm sức mạnh vị tướng này trong cái phiên bản bổ sung ấy. Thì vị tướng này sẽ bị giảm ở chiêu 1 và chiêu 3. Thì chiêu 1 của vị tướng Daxi sẽ bị tăng thời gian hồi chiêu, và chiêu 3 là một cái giảm sức mạnh mình thấy là trầm trọng nhất luôn đấy. Nó giảm đi độ cơ động vị tướng Daxi đi khá là nhiều. Đó thì theo anh em biết rồi ấy, vị tướng này nếu anh em nào chơi thì khi bị ganh ấy, mình chỉ cần đặt chiêu 3 rồi kích hoạt lần nữa là có thể trốn được. Mà bây giờ thì không anh ạ. Nó muốn trốn được thì mình phải đặt kích hoạt chiêu 3, nó phải có lính cơ. Hoặc là đặt chiêu 3 lên người, đó thì mình tái kích hoạt được lại. Đấy nên theo mình thấy là cái điều này sẽ làm Daxi nó kích hoạt lại lần 2, chứ còn không đặt được chúng chiêu cuối thì không có đâu. Tổng quan qua cái lần giảm sức mạnh của vị tướng Daxi này, mình thấy nó chỉ giảm đi cái độ cơ động đến từ vị trí của vị tướng Daxi thôi, để cho các sát thủ dễ bắt vào hơn. Chứ không thì nhiều chiêu cơ động quá thì cũng mất cân bằng game nhá. Rồi thì ăn dòng với Daxi thì cũng dễ thôi. Đứng một mình ạ cũng được. Đó và bảng phù hiệu hôm nay mình lên cho vị tướng Daxi mình sẽ để dưới màn hình. Thì về hai lối phù hiệu đầu mình sẽ lên cho Daxi là tương phản và xuyên tâm, lấy khả năng xuyên giáp và tăng farm quái rừng nhanh hơn. Còn về lối phù hiệu chính mình sẽ dùng cho Daxi là thần quang rồi. Đó, thỉnh thoảng trưởng cho giáp. Rồi chạy đâu lao reo ơi. Còn hai lối phiệu phụ mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là cái ma hỏa của cường công, lấy thêm một lượng công phép nữa. Đó nha, lối phù hiệu mình dùng có vị tướng Daxi. Nếu anh em nào mà có lối phiệu khác thì có thể góp ý cho mình dưới phần comment nha. Đấy, lên trong cái lần giảm sức mạnh này thì mình nghĩ là để chơi tốt vị tướng này thì mình cần giữ chiêu 1. Ở trong giao tranh thì mình cứ cố giữ được cái chiêu 1 để khi nào sát thủ bắt rồi ấy, bắt đầu lui đi. Và mình có thể lợi dụng những con quái rừng này để bắt đầu ụp chiêu cuối vào rồi bắt đầu tốc biến đến để chạy. Đó mình thấy khá hợp lý. Rồi từ từ bây giờ ra canh mít lại lần nữa là rồi lau reo về chạy làm sao nữa khi bị cái ulti bị tướng Daxi dính vào. Rồi có butterfly ra can thiệp mà không giết được điêu thuyền rồi. Rồi người làm tướng đầu tiên là bị tướng lau reo. Rồi butterfly anh lên bảng luôn nha, double kill.
Đó thì nó sẽ rất mạnh vị tướng này. Rồi, ui, double kill luôn. Ở bây giờ cũng khá đau rồi. Từ xem cô lạ ở đây, Violet đây rồi. Có một chỉ. Đấy, bây giờ nó còn bị giảm sức mạnh. Ngày xưa là có cái combo mình lên cả cái gươm Loki và cái gươm tận thế ấy. Cho vị tướng Daxi đi rừng thì đúng là nhất dương chỉ luôn. Một chiêu một là một mạng. Nhưng bây giờ thì hai cái đấy nó không trùng nhau nữa nên không lên được. Và lối trang bị dùng cho vị tướng Daxi hôm nay mình sẽ để cho màn hình. Về lối đô đầu mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là kiếm Loki đi rừng rồi. Một slot không thể thiếu những pháp sư. Còn về slot thứ hai thì mình đi rừng ấy, mình cũng không cần thiếu gì nhỉ, hồi chiêu lắm. Tại vì có bùa xanh đã bù cho mình 20% hồi chiêu rồi. Mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là cái giày phù thủy để lấy gì nhỉ, một lượng xuyên giáp phép. Còn về slot thứ ba mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là cái triệu bùng lổ. Thì cái triệu bùng lổ trong mùa thời đại pháp sư đấy sẽ được tăng sức mạnh. Nó sẽ gì nhỉ, giúp mình hồi mana theo thời gian ấy, mình thấy khá là ok. Còn về slot thứ tư mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là cái vương miện Hecate để lấy khả năng bắp thiên công phép rồi. Còn về slot thứ năm, nếu anh em là không bằng ngọc hút máu ấy, thì mình nghĩ là lên cái huyền trượng Hera trước, nó sẽ hợp lý hơn. Còn mình có rồi mình sẽ lên huyền trượng Hera vào slot cuối cùng. Rồi chạy đầu Violet. Ủa, sao không qua tường nhỉ? Đến slot thứ năm mình sẽ lên cho vị tướng Daxi là cái xuyên tâm lạnh. Nó một món đồ rất là mới, có thể cho Daxi là 150 xuyên giáp phép luôn. Rồi bây giờ thanh niên nào lớn ngớ ăn phải lập phương xứ nguyên là ông toi luôn đấy. Rồi tập trung được on mid Luin luôn anh em ơi. Và nếu anh em nào mà không đi rừng ấy, đi đường ấy thì cũng lên lối trang bị như này, nhưng mà chỉ cần đổi lại cái gì nhỉ, cái kiếm Loki sang gươm tận thế. Đó thì sẽ rất mạnh vị tướng Roxy nha. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây xem team bạn thanh niên dám ra dép không. Uầy, đúng một chiêu một phát Ginder nửa cây anh ạ. Đó, và như mọi lần thôi, nếu cách chơi cách đánh sẽ luôn cách khắc chế vị tướng này. Thì bây giờ vị tướng này bị giảm sức mạnh rồi nên mình muốn bắt vị tướng này cũng rất dễ thôi. Tiền căn cho vị tướng Roxy dùng hết chiêu 1 ấy, đó là lao vào bắt. Nó sẽ rất ok, chứ ngày xưa mình phải căn lốt cả chiêu cuối nó khi dùng cơ. Và khi chơi anh em cố lé những cái lập phương, cố đi hack não ấy. Đó, lé những cái lập phương thứ nguyên của vị tướng Roxy ra, chứ không lổ thì rát lắm. Rồi ba thành viên đây chói được, ồ chói được Ginder rồi. Có thanh niên này như có cái là gì nhỉ, găng tay hải thần hay sao ấy. Rồi on mid win luôn anh em ơi. Rồi Laurel sống sao nữa. Và video mình nên kết thúc nha anh em. Nếu anh em làm thì hãy cho mình một like này và một đăng ký kênh để ủng hộ mình dạng video tiếp theo hơn nha. Bye bye. Một kẻ hay mơ mang vá con tim của gã khờ, giống như nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh trách than ai bây giờ, sao ông ta lại sẽ đồng duyên với